Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ và Nữ doanh nhân Lào và Campuchia đến thăm Quốc hội Việt Nam nhân dịp tham dự diễn đàn kết nối và giao lưu nữ doanh nhân ba nước với chủ đề Nữ doanh nhân và Kinh tế xanh tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Hội Phụ nữ Lào và Hội Phụ nữ Campuchia trong việc dẫn dắt phong trào phụ nữ, vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống của ba nước và Hội Phụ nữ ba nước đang ngày càng phát triển. Hội Phụ nữ ba nước đã có nhiều hoạt động trao đổi cụ thể, góp phần tăng cường quan hệ và thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ ở mỗi nước, đặc biệt là việc ký kết và thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027 với các nội dung thiết thực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ. Nhà nước và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược, đề án, pháp luật liên quan về bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 của Việt Nam, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội là 151 đại biểu, chiếm 30,26%. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, ngày 9 tháng 4 năm 2024, Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc đã nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, nhiệm kỳ 2025-2027. Điều này thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các chính sách, thành tựu về thúc đẩy bình đẳng giới của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh sáng kiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Phụ nữ Lào và Hội Phụ nữ Campuchia tổ chức diễn đàn kết nối giao lưu nữ doanh nhân ba nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm về phát triển doanh nghiệp và đưa ra các đề xuất để phát huy vai trò kết nối nữ doanh nhân giữa Hiệp hội Nữ doanh nhân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong phát triển kinh tế xanh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, trên cơ sở tình hình mỗi nước, Hội Phụ nữ ba nước sẽ tiếp tục trao đổi về phương hướng và các biện pháp hợp tác nhằm làm tốt hơn nữa công tác vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, kết nối nữ doanh nhân ba nước, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba tổ chức hội phụ nữ, góp phần vào quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Bà Ali Vong Nau Bun Tham, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào và bà Cho Bun Eng, Quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển, thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước, chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp đoàn. Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về tình hình hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào và Campuchia. Hai chủ tịch hội cho biết, trong thời gian qua, Hội Phụ nữ hai nước đã có nhiều hoạt động và tham gia ý kiến vào việc sửa đổi nhiều luật, bộ luật quan trọng để thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ tiếp tục trao đổi những kinh nghiệm và mô hình hay, đồng thời kết nối nữ doanh nhân ba nước để phụ nữ nói chung và nữ doanh nhân nói riêng sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước và của khu vực. Thưa quý vị, chủ trì cuộc họp tổ công tác dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu khẩn trương hoàn thành hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các gói thầu xây dựng và kinh doanh thuộc dự án thành phần 4. Dự án thành phần 4 gồm các hạng mục ga hàng hóa, khu logistics hàng không, khu bảo trì máy bay, cung cấp suất ăn, trung tâm điều hành của các hãng bay được giao cho Bộ Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Mặc dù Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Tổ công tác đã có những văn bản chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam về hướng xử lý khó khăn vướng mắc làm chậm trễ việc xây dựng các gói thầu của dự án thành phần 4 ở những giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, đến hiện tại, một số hạng mục vẫn chưa hoàn thành công tác mời thầu, chọn chủ đầu tư. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, nội dung hồ sơ mời thầu cần được thẩm định, phản biện bởi các đơn vị tư vấn quốc tế cũng như tham vấn ý kiến của các nhà đầu tư. Ưu tiên hàng đầu của các gói thầu là những nhà đầu tư có uy tín, công nghệ, năng lực quản trị, quy mô đầu tư, kinh nghiệm hoạt động ở những sân bay hàng đầu thế giới, có phương án kinh doanh hiệu quả nhằm cung cấp các dịch vụ tốt nhất, hiện đại nhất theo tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Các gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 4 phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ của quy hoạch, đồng thời thu hút sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam.